giới huyền học vũ trụ tiết lộ thiên cơ, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, gạt hết khổ ải, lội ngược dòng, đổi vận giàu sang chạm nóc trong tháng 10 năm 2023 âm lịch. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thân thương đang theo dõi kênh Đại Phú Quý. Kính thưa quý vị, có lẽ quý vị đều biết rằng trong cuộc sống không phải ai cũng gặp được nhiều may mắn. Có những người phải đối mặt với không ít những khó khăn trắc trở, thậm chí là đánh đổi nhiều thứ mới có được đồng tiền để làm điều mình muốn. Thế nhưng, vận số sẽ không bao giờ là bất biến. Có thể lúc trước bạn còn đang khó khăn, nhưng vào thời điểm nhất định, bạn có được những cơ hội trời ban, nắm bắt tốt thì đổi vận phát tài là điều chắc chắn. Trong video ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ cùng quý vị luận giải về tử vi người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 trong tháng 10 âm lịch. Người tuổi Quý Sửu sẽ phải đối diện với phúc họa như thế nào? Họ có được may mắn, lộc từ thần tài trực tiếp ban xuống hay không? Hay phải chịu nhiều sự chèn ép, gài bẫy từ tiểu nhân? Và trong cuộc sống, người tuổi Quý Sửu cần phải chuẩn bị và làm những gì để có thể đón lành tránh dữ, nắm bắt được thời cơ để làm giàu? Tất cả những điều đó được ban biên tập chương trình Đại Phú Quý chia sẻ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Tháng 10 âm lịch này, người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, có nguy cơ phải đương đầu với không ít sự cố và trục trặc. Vận trình tháng sa sút, mọi việc diễn ra không được như ý, ảnh hưởng không nhỏ tới tâm trạng và tinh thần của con giáp này. Nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá, dù bản mệnh muốn yên ổn làm việc cũng khó. Nhưng bản mệnh đừng vì vậy mà quá lo lắng, chỉ cần bạn luôn bình tĩnh, giữ vững vị trí công việc và kiên trì, nỗ lực tiến lên, thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Khi bạn không để những tác nhân ở bên ngoài cuốn đi, thì mới có thể đủ sáng suốt để tháo gỡ khó khăn. Tháng này không có tài tinh chiếu mệnh, đường tài lộc của bản mệnh khá ảm đạm. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Bởi sức lực có hạn nên chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Cụ thể về phương diện tài lộc, đường tài lộc của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 khá ảm đạm, không có nhiều biến động trong một tháng không có tài tinh chiếu mệnh. Do công việc trong tháng này gặp nhiều trở ngại nên thu nhập của bạn khó được cải thiện như mong muốn. Người làm công ăn lương tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại. Bởi sức lực có hạn nên bạn chấp nhận làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới thì có cố cũng là vô ích. Người kinh doanh cần chú trọng tìm hiểu về chất lượng sản phẩm để tạo dựng uy tín, thay vì chú ý về cạnh tranh giá cả. Thời điểm này cần bình tĩnh, cẩn thận trong đầu tư. Đặc biệt, sự xuất hiện của thiên cầu hung tinh là điềm báo có tiểu nhân lừa gạt. Đối phương có thể lợi dụng sự thật thà, lương thiện của bạn để nói lời phỉnh nịnh, hòng cướp đoạt tiền của, tài sản của bản mệnh. Do đó, bạn không thể quá tin và suy nghĩ đơn giản khi hùn vốn hợp tác làm ăn, nhất là với người mới quen biết. Tháng này dễ thâm hụt ngân sách nên cũng cần cẩn trọng trong quản lý tài chính cá nhân. Tài lộc trong tháng này của người tuổi Quý Sửu nói chung chìm nổi, dễ bị phân tán nên cần hết sức cẩn thận nếu có ý định đầu tư vào một dự án mới nào đó. Bản mệnh cũng cần rà soát hợp đồng, giấy tờ văn bản pháp lý thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm. Nhẹ thì bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng sẽ dính dáng tới kiện tụng pháp luật. Nếu bạn muốn cải thiện thu nhập của mình, con giáp này cần phải lên kế hoạch chi tiết và hành động quyết liệt. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch. Phương diện sự nghiệp nhiều trắc trở, sự cố liên miên khiến người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 khá đau đầu trong tháng này. Nguyệt lệnh lầm đất mộ cho thấy vận trình khó bề được như ý. Công việc sẽ gặp nhiều khó khăn và trở ngại, vừa phải chịu những thách thức lớn từ bên ngoài, lại vừa phải giải quyết những áp lực lớn từ bên trong. Điềm báo tử vi còn cho thấy cạnh tranh ngày càng gay gắt, lại có tiểu nhân quấy phá do ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh.
dù bản mệnh muốn yên ổn làm việc cũng khó. Tiểu nhân đang không ngừng tìm cách phá hoại, khiến cho công sức của bạn không được công nhận, dễ vướng vào những sai sót không đáng có. Quá nhiều vấn đề bủa vây khiến bạn đâm ra sự nghi ngờ bản thân. Có những lúc bản mệnh còn trông chênh, không biết mình nên theo đuổi điều gì. Nhưng nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của cấp trên với bản thân. Hãy luôn bình tĩnh, giữ vững vị trí công việc và kiên trì, nỗ lực tiến lên thì tất cả mọi sóng gió sẽ nhanh chóng qua đi. Cát tinh tả phù và hữu bật luôn sát cánh để giúp đỡ tuổi Quý Sửu đạt được thành công như mong đợi sau khi đã kinh qua những thử thách trước đó. Về phương diện sức khỏe, theo tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, tinh thần áp lực và căng thẳng kéo dài khiến sức khỏe của tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 đi xuống. Những vấn đề về tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Do đó, tuổi Quý Sửu nên dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy tìm cách để cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Có như vậy, sức khỏe mới đảm bảo. Về tình duyên, tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy vận trình tình cảm của người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 ngày càng rối ren và phức tạp hơn. Vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi vì nhiều chuyện. Bất đồng quan điểm khiến cho mọi lý lẽ đều trở nên vô lý. Đôi bên không thể giải quyết được tranh chấp nếu không biết nhường nhịn lẫn nhau. Lúc này, cả hai nên dành nhiều thời gian để chia sẻ và cùng tìm giải pháp, hóa giải sẽ tốt hơn là im lặng hay chiến tranh lạnh. Nếu muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, thì người cầm tinh con trâu cần phải hạ bớt cái tôi cá nhân xuống, chịu xuống nước, chủ động làm lành. Sau đó giải thích cho đối phương hiểu và thông cảm vì gia đình mới mong êm ấm. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần trong tháng 10 âm lịch của tuổi Quý Sửu. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 10 âm lịch. Tuần đầu tháng, hồng vận lấn át cát vận, báo hiệu những khó khăn mà người tuổi Quý Sửu sẽ phải đối mặt. Mọi chuyện có lẽ sẽ không phát triển theo mong muốn, khiến bản mệnh tốn rất nhiều thời gian mới có thể kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, bạn cũng đừng quá lo lắng. Hãy coi như đây là cơ hội để bạn cho mọi người thấy năng lực của mình tới đâu. Đừng quên đề phòng tiểu nhân khi thiên quan xuất hiện ngay từ đầu tuần. Nếu tiếp tục nhẹ dạ và ngây thơ, hồng tinh này sẽ kéo theo tiểu nhân đến quấy phá vận trình của bạn. Bản mệnh cần thận trọng hơn trong các mối quan hệ, trở nên ham chuyện vui chốc lát mà kết giao với bạn xấu, để rồi sau đó hối hận không kịp vì đã tin lầm người. Tài lộc trong tuần cũng không lý tưởng khi tiểu hao nhập mệnh, các khoản thu có dấu hiệu chững lại, một vài nguồn thu đều đặn mọi khi, thậm chí còn sụt giảm, khiến con giáp này không khỏi lo lắng. Đã vậy, chi tiêu có chiều hướng tăng lên vào thời điểm này. Tuổi Quý Sửu cần cân bằng thu và chi để sớm vượt qua giai đoạn khó khăn. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tuần giữa tháng, người tuổi Quý Sửu gặp khá nhiều may mắn. Điểm sáng lớn nhất trong tuần có lẽ chính là đường tài lộc, với những điểm báo tin vui trải dài từ đầu tuần tới cuối tuần. Báo hiệu tài lộc không ngừng đều về túi của con giáp này. Tuy vẫn có tiểu hao hung tinh ở bên gây ra những chuyện phá tài, song đây chỉ là những lần phá tài nhỏ, bản mệnh hoàn toàn có khả năng giải quyết mà không gặp phải rắc rối nào. Nhưng không phải lần nào cũng may mắn như vậy, bản mệnh nên tìm hiểu xem vấn đề nằm ở đâu. Công việc của con giáp này cũng đang đặt ra nhiều thử thách. Tiếp nối tử vi tuần trước, thiên cầu kéo theo kẻ tiểu nhân giáp tâm mưu phá hoại những công sức mà con giáp này dày công xây dựng. Kẻ tiểu nhân khó lòng buông tha mà chỉ khiến cho mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ thêm mà thôi. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10 âm lịch. Người tuổi Quý Sửu có một tuần thăng trầm lên xuống bất thường, hung cát đan xen, thái tuế hung tinh nhập cục. Bạn cần cảnh giác kẻo bị họa tiểu nhân hãm hại. Đầu tuần bạn không tập trung vào công việc nên dễ mắc sai lầm. Cũng có thể trong lúc thương lượng công việc vô tình đắc tội với ai đó. Trong tuần hung tinh sinh dập như này, khi có việc xuất hành đi xa, con giáp này cần chú ý giữ an toàn cho bản thân,
đi đường tuân thủ luật giao thông, chưa uống rượu lái xe, kẻo họa huyết quang ập tới bất cứ lúc nào. Đường tài lộc khá ổn định và luôn trên đà tăng tiến. Cả chính tài và thiên tài đều xuất hiện, báo hiệu các khoản lương thưởng không thể thiếu được trong tử vi của người tuổi Quý Sửu trong tuần này. Ngay lúc này, bạn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm một khoản để đầu tư vào các mảng khác, cũng như để dành khi có việc cấp bách. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch. Bước sang tuần cuối tháng, người tuổi Quý Sửu được Thái Dương cát tinh che chở, nên vận trình có rất nhiều điểm sáng. Bản mệnh trở nên linh hoạt hơn trong cuộc sống, nhờ đó mà tìm ra được những giải pháp phù hợp, phá vỡ bế tắc, vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng. Điều này mang lại sự tự tin không nhỏ cho bản mệnh khi bạn nhận ra mình đã trưởng thành hơn. Cát tinh này cũng mang đến cho con giáp này đường nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Người khởi nghiệp làm ăn, kinh doanh có thể tìm được người có đồng chí hướng, giúp công việc phát triển có định hướng hơn. Ẩn quan xuất hiện ở giữa tuần giúp bản mệnh có thể đạt được một bước tiến lớn lao trong công việc, có cơ hội được cất nhắc đấy nhé. Tuy nhiên, cũng trong tuần này, người tuổi Quý Sửu còn có điểm báo hao tài khi mà kiếp tài ngáng trở. Nếu không giữ được tỉnh táo thì rất có thể bản mệnh sẽ vướng phải cạm bẫy, tiền bạc đến tay nhưng chẳng thể giữ nổi, cuối cùng đánh mất tài lộc vào tay của người khác. Cẩm nang vượng vận trong tháng 10 âm lịch tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Khẩu quyết: tiền bạc dễ hao tổn do dấu hiệu bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu nâu và màu trắng. Con số may mắn là số 36, số 78, số 82 và số 95. Thưa quý vị, ta có thể là người chăm chỉ thông minh, điều đó chỉ đảm bảo cho cuộc sống no đủ, không rơi vào khó khăn. Thế nhưng để giàu có, cuộc sống trở nên sang quý, thì ắt cần có phúc đức sâu dày. Người xưa từng nói, phát tài nhỏ dựa vào chuyên cần, nhưng phát tài lớn chính là dựa vào phúc đức. Do đó, họ mới khuyên răn chúng ta nên cố gắng tạo phúc càng nhiều càng tốt. Vì đức mà không dày, thì giàu có cũng chỉ là tạm bợ. Hãy xem quá trình kiếm tiền chỉ là lúc ta phát huy sức sáng tạo, thử nghiệm kiến thức của mình để thu hút lòng người, chứ đừng cố tranh giành tiền bạc về mình. Nếu phước đức không đủ thì tiền bạc cũng sẽ sớm tiêu tan. Trên đây là vận trình chi tiết của tuổi Quý Sửu trong tháng 10 năm 2023 âm lịch. Để tận dụng được tài lộc một cách triệt để thì bản mệnh cần lưu ý thêm những điều này. Thứ nhất, có người lớn tuổi trong nhà là tuổi Dậu. Theo tử vi năm 2023, người lớn trong nhà và là người tuổi Dậu chính là quý nhân của tuổi Quý Sửu trong năm Quý Mão. Đây là người sẽ đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích và phù hợp để Thìn sớm nhìn ra con đường phù hợp, bớt công sức tự mình mò mẫm. Đặc biệt với người độc thân, quý nhân này sẽ giới thiệu cho bạn những đối tượng triển vọng. Hãy thử mở lòng đón nhận người khác nhé. Thứ hai, có đối tác là người tuổi Tỵ. Trong năm Quý Mão năm 2023, người tuổi Quý Sửu có thể nhận được nhiều sự trợ giúp đắc lực từ những người bạn quý nhân tuổi Tỵ. Hai con giáp này rất thích hợp để làm việc cùng nhau, nhất là trong mối quan hệ làm ăn. Tuổi Tỵ có thể mang tới vận may về tài lộc cho Sửu. Dù tính cách trái ngược khiến giữa họ đôi khi cũng xảy ra những cuộc cãi vã, nhưng về tổng thể đó là những tranh luận cần thiết để giải quyết vấn đề, vô hại và không quá nghiêm trọng. Thậm chí, sau những lần tranh cãi, mối quan hệ của cả hai ngày càng tốt đẹp và thẳng thắn với nhau hơn. Vì vậy, hai con giáp Tỵ và Sửu rất thích hợp trở thành bạn bè, đối tác lâu dài để cùng nhau nỗ lực và tạo ra của cải. Đặc biệt hơn, với những tuổi Quý Sửu sinh tháng này, thì từ tháng 10 âm lịch trở đi sẽ được quý nhân phù trợ, nên mọi việc dự định đều trở nên thành công dễ dàng. Thứ nhất, vận mệnh người tuổi Quý Sửu sinh tháng 3 âm lịch. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 3 âm lịch theo lịch vạn niên, có một bản tính thông minh, nho nhã và được coi là bậc kỳ tài. Họ có chí kiên cường và không dễ dàng chịu thua trước khó khăn. Với sự thông minh và khéo léo của mình, họ dễ dàng đạt được công danh và tài lộc theo ý muốn. Họ thường đứng ở vị trí dẫn đầu và được nhiều người ngưỡng mộ. Tháng 3 âm lịch là tháng sinh của người mang tinh con rồng, biểu tượng của sự đa tài đa nghệ. Người này
được trang bị trí tuệ và dũng cảm, có khả năng quản lý và lãnh đạo xuất sắc. Họ có hoài bão lớn và tham vọng cao và có thể xây dựng được vị trí của mình từ những hoàn cảnh khó khăn, thu hút sự chú ý của đám đông. Từ năm 2023 trở đi, người tuổi Quý Sửu sẽ được quý nhân nâng đỡ và sự nghiệp của họ sẽ tiến triển thuận lợi. Công việc sẽ suôn sẻ, cơ hội thăng tiến không ngừng và địa vị xã hội cũng sẽ cao hơn. Thăng quan tiến chức không phải là điều xa xỉ đối với họ. Đa số, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 3 âm lịch đạt được thành công lớn và được biết đến rộng rãi. Nếu bạn là người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 3 âm lịch, bạn sẽ hưởng phúc khí và được đánh giá là thông minh đẳng ngộ. Bạn sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân và đạt được thành công trong công việc. Công danh và lợi ích về tài chính sẽ đầy đủ và sự nghiệp của bạn sẽ tiến bước tiến nhẹ nhàng và thành công. Thứ hai, người tuổi Quý Sửu sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Thản Lộ, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này. Mặc dù xuất thân bần hàn và điểm xuất phát thấp hơn so với người khác, nhưng lại có chí kiên cường và đạt được thành công vĩ đại. Họ thông minh mưu trí, có khả năng lãnh đạo và không phải lo lắng về vấn đề cuộc sống và tài chính. Từ năm 2023 trở đi, thời vận của họ sẽ trở nên hòa hợp, mọi sự như ý và cuộc sống hạnh phúc kéo dài. Người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng 9 âm lịch thường có chí mạnh mẽ và đam mê học hỏi. Họ làm việc chăm chỉ, có thành tích học tập xuất sắc. Với trí tuệ vượt trội và lòng dũng cảm, họ có thể đạt được những thành tựu cao trong sự nghiệp. Mọi sự ủng hộ và giúp đỡ từ người khác đều đến với họ. Họ là những người có quyền lực và thăng tiến cao, không bị ám ảnh bởi những kẻ ghen tuông hay gánh nặng gia đình, luôn sẵn sàng tiến lên và không ngừng cố gắng. Họ có ý chí và nỗ lực để xây dựng sự nghiệp, và nhờ đó họ đạt được nhiều thành công vang dội. Thứ ba, người tuổi Quý Sửu sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này, dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ, nửa đời hạnh phúc và nửa đời khổ sở. Từ năm 2023 trở đi, thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý. Người sinh năm Sửu lại trúng vào tháng 6 âm lịch, tuy không được hưởng phúc hưởng hỏa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh tài trí, xuất sắc hơn người nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận trải qua nhiều khó khăn vất vả, trung vận dần phát đạt hơn. Tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời cát nhiều không ít lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 10 năm 2023 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình, công danh, sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình. Từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho 30 tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.